Hello mọi người, em vừa mới livestream xong và cũng vừa cho mọi người thấy là em đã sử dụng cái huyết thanh 7 đây lại được. Hôm nay là ngày thứ 5 nhá. Và ngày hôm nay em có chơi mini game là đã ba người nhận được quà của em. Đó là chị Lan Hương là nhận được một set dưỡng da trị giá là 480.000 dưỡng da Hera này. Và bạn Dung sẽ nhận được một cái thỏi son black house này. Cái này nếu mà em kiểm tra nhá, kiểm tra bạn, nếu bạn Dung hợp lệ thì là sẽ nhận thỏi son này, không thì em sẽ nhường cho bạn khác nhá, nhường cho bạn khác có số đúng, nhưng mà là trước hoặc sau nhá. Và người cuối cùng là bạn là chị Lật Đật nhá, chị Lật Đật vợ của anh Heo Cô Đơn là nhận được cái bông tẩy trang cao cấp của Hàn Quốc này nhá. Đó thì là ba người nhận được cái ba phần quà của em ngày hôm nay, là đoàn đúng ba số của và đúng hai số cuối của ba tờ tiền ngày hôm nay. Và cái huyết thanh bảy đây này là hôm nay là ngày thứ 5 em sử dụng, và mọi người có thể nhìn thấy làn da của em thay đổi mỗi ngày và nó căng bóng hơn mỗi ngày, nhìn nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Đó thì bây giờ em sẽ đăng lên Facebook nhé mọi người nha, sẽ đăng lên Facebook là những ai nhận được quà của em và những cái gì nha mọi người nha. Rồi còn bây giờ bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha.